当美丽的làm cho tàu cái máy trả của tàu cảnh sát biển Việt Nam bị hỏng và phía sau lái của tàu Việt Nam bị thủng một mét vuông. Một số mảnh kính vỡ đã văng vào các kiểm ngư viên trên tàu kiểm ngư của Việt Nam dẫn đến anh em bị thương, đang được băng bó cấp cứu ở trên tàu.